Đúng rồi, 9 giờ. Đây con có vé ở đây rồi bà. Cả hai cái đều được ạ. Đây có bài thời thanh niên sôi nổi hát rất hay, nhạc hay. Thôi mày chậm lại tí anh. Bài đấy đi. Mọi người có đồng ý hát lại không? Có. Sang bài khác đi. Hát lại. Cái gì mà hiếm. Phải khác đi cho tai nó được. Em có ra về nhá sau. Ra về sau. Tôi cầu mọi người. Tôi cái đánh sáng vào mặt của hậu cảnh nữa đấy. Đúng rồi. Đường đường đánh sáng. Anh vẫn còn thích bài nào nữa? Bài khác của anh ơi, bài khác của anh ơi. Dạ đôi bờ nhá, bài khác. Không phải à? Không cần nhạc. Đấy, cứ không hệ lụy này thì bác cho chị không cần nhắn. Ôi tình ta thiết tha. Ôi sắp rời. Hay bài khác nhá. Vừa đánh tâm nhá. Dùng lời như nào anh cảm ơn. Giọng Vân đi khỏe rồi để cho giọng Phương micro cho nó cân. Thế là giọng Vân khỏe quá. Khỏe quá. Thừa. Thôi thế thôi. Thì công hiến đi Vân. Tuyệt quá. Ai hát được xong. Rồi chắc rồi anh. Rồi giao liên rồi. Theo nấn nương nương tôi đi núi thành cây có mây bay dưới chân nắng. Hai em chị, tôi vào em chị. Trời ơi, không đang hỏi chị đang phỏng vấn, chị bắt được cảm tưởng. Hát kiểu này là hát kiểu như đe dọa. Ủa đe dọa? À đây có khí thế đe dọa quân địch đấy được. Giọng rất là rock nha. Giọng rock đấy. Happy New Year, Happy New Year.